Dạ, xin chào quý khán giả của kênh Trang Nghe TV. Hôm nay là Trang với bé Sương đang ở một cái cửa hàng để gì bé Sương ta? Tại vì ngày mai là ngày 20 tháng 10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, nên là Trang tranh thủ sáng nay Trang đã quay xong một buổi đầu tiên, một ngày đầu tiên quay hình của chương trình Thiên Đường Thực lần 2, đợt 2. Nên là Trang tranh thủ hôm nay ghé mua đồ tí xíu để tặng cho các bạn nhân viên trong cửa hàng sầu riêng. Tại vì ngày mai là ngày quốc tế phụ nữ rồi. Nhân đây Trang cũng xin chúc các cô, các chị, các em có một ngày 20 tháng 10 thật là vui, thật là hạnh phúc nha. Trái tim luôn. Nên là hôm nay Trang với bé Sương sẽ đi mua quà đây. Dạ, giờ mình vô cửa hàng lựa quà cho các bạn trong cửa hàng nha. Đi, con có bông này cũng dễ thương quá nè. Đó, cửa hàng sầu riêng của Trang thì là có bé Văn Phương nè, Phương Trời Xa Xứ Lạ nè, có bé Hoa, bé Tiên, bé Trinh, bé Thắm, Má, rồi một nhân vật rất là đặc biệt nữa đó là bạn quay phim, và ngoài ra là còn dành tặng cho mẹ thân yêu của Trang nữa nè. Đó, đúng rồi, mẹ chị Trang cũng là phụ nữ mà, là ngày 20 tháng 10 phải tặng hết chứ. Dạ, quà của mẹ chị Trang sẽ khác với mọi người, tại vì năm nào á, dịp sinh nhật hay là dịp 8 tháng 3, dịp 2 tháng 10, Halloween là gì chị Trang cũng tặng luôn, tặng một món quà thôi, chỉ có đúng món quà đó, năm nào, dịp nào chị Trang cũng tặng hết. Đối với sư viết quà gì? Dạ. Mẹ chị Trang là mỗi năm chị Trang đều tặng phong bì. Tại vì mẹ chị Trang thích phong bì lắm. Với lại là do chị Trang với lại ba mẹ chị Trang là kiểu giống như chị Trang mà có đi đâu á, đi ăn, đi uống hay đi đâu mà thấy ngon á, hoặc là đi tỉnh hay là chị Trang có đi đâu chị Trang thấy ngon, chị Trang đều mua về cho ba mẹ hết. Kiểu thấy gì ngon là chị Trang mua xíu về cho ba mẹ. Thành ra đối với chị Trang không phải là chỉ là ngày 20 tháng 10 mới là ngày của mẹ đó, mà hôm nào là chị Trang cũng có mua quà, đợt nào chị cũng mua rồi. Thì những cái ngày đặc biệt đó thì chị Trang thường tặng bánh kem, giống như sinh nhật thì chị tặng bánh kem, 20 tháng 10 chị Trang cũng tặng bánh kem nữa, rồi gửi thêm phong bì để cho mẹ chị Trang có đi cà phê với bạn nè, hoặc là đi du lịch thì mẹ chị Trang thích gì mẹ Trang có thể tự mua được, tại vì mẹ lựa thì đương nhiên cái nào mẹ sẽ thích hơn đó. Còn chị Trang là chỉ có thường mẹ Trang tặng mẹ chị Trang đồ ăn với lại đồ mà Trang thấy dễ thương thì Trang tặng thôi, còn quà thì là mẹ chị Trang cũng thích phong bì. Nên là hôm nay Trang chỉ đi mua quà cho các bạn thân yêu trong cửa hàng, các bạn trong cửa hàng với lại các với bé Phương với bạn quay phim nha. Nên bạn quay phim nay thích gì Trang sẽ tặng bạn quay phim. Cái này dễ thương quá nè. Đó, bây giờ bé Sương thích gì? Bây giờ bé Sương lựa đi. Đi vòng vòng coi mình coi có cái gì để mình mua tặng các bạn trong cửa hàng, mỗi bạn một món. Đó, với bé Phương một món. Bé Phương là thích mấy con cá bông lắm nè, đi cho bé Phương ôm. Nên giờ mình lấy cái rổ đi. Đây, có rất là nhiều loại cá bông nha. Cái món quà này là Trang sẽ tặng cho bé Phương Trời Xa Xứ Lạ nè. Đó, còn cái này chị Trang thấy cưng quá. Thấy chết thơm cưng quá. Ừ, cái này Trang tặng cho bạn quay phim nha. Thì thích không? Tại vì thấy bạn quay phim có một cái hình dễ thương ở ngay tay là chết thơm, nên tặng cho bạn quay phim nha. Cái này dễ thương quá nè. Rồi bây giờ là mình có tổng cộng là 8 người á. 8 người. 8 người. 8 người giờ có 2 người còn 6 người nữa. Đó. Mình chọn đa dạng đi mỗi người xíu để mình chơi bốc thăm á. Có nước hoa nữa nè. Muốn nước hoa không ta? Nước hoa. Rồi, bé Xuân coi muốn gì cho bà. Muốn cái kẻ mắt hả? Trời nó giống mít Sài Gòn. Mua son hả? Không mua son tặng bà không? Mua gì tặng bà? Lựa cho bà đi. Ôi, thì là khu đồ tẩy trang rồi. Chị Thắm. À đúng rồi, bé Thắm là hay mang cái tay chống nắng này lắm nè. Đó, mình tặng cho bé Thắm đi. Nhưng mà đây có màu, có hai màu hả ta? Mình tặng màu hồng cho bé Thắm đi. Đó, Sương rất là tâm lý luôn. Tặng cho bé Thắm đi, còn gì nữa không? Rồi. Ủa này có trái dứa bự hơn nè. Vậy thôi tặng cho bạn quay phim trái dứa bự hơn nha. Thích không? Vậy lấy cho bạn quay phim con dứa bự hơn nha. Cái thì để cái đó lại, kiếm chỗ để lại. Rồi mình để lại đây đi, mình để lại gửi đây. Rồi bây giờ tiếp nè, đi coi đây là gì nha. Bông tai, rồi bây giờ là còn bé Hoa, bé Tiên. Hoa, Tiên với Trinh. Với Má.
bốn người nữa, Hoa Tiên với Trinh với má. Ui dễ thương quá nè. Sương Nhi đứng chụp hình tập chụp tấm này má Sương. Vậy đứng chụp với chị Trang tấm. Vậy nó Sương đứng trong nè. Chụp với chị Trang tấm. Hai hai đó. Hai. Coi mua cho má gì được ta. Mình đi qua đây đi. Ui cái này dễ thương quá nè. Này là cái gì ta? Dễ thương nè. Lấy hình hình cái nào hình dễ thương hơn? Cái này hay cái này dễ thương hơn? Cái nào dễ thương hơn? Ừ. Cái này để mấy bạn ở nhà dễ thương nè. Hay muốn này đi cho nó màu sắc. Này hay màu hồng thôi. Hay là con gấu. Ừ. Em nghĩ là tại vì cái này để lau tay cho lấy con gấu này để cho sạch. Rồi ok, lấy con gấu màu xám nha. Rồi. Này bé Sương ơi, đây có đồ massage nè. Này mua cho má được á. Lấy cái nào được ta? Mua cái body đi. Mua tiroler massage nè. Lấy cái này đi. Cái này massage cho má được. Đó. Ok. Lấy một cái này massage. Rồi. Còn đó. Bông tắm. Rồi, lấy một cái bông tắm đi. Ui cái này là bông tắm. Rồi, màu hồng dễ thương nè. Mua hai cái, mua hai mặt khác nhau đi. Rồi. Rồi, mua thêm một cái này nữa. Đủ chưa ta? Xin lỗi gì á? Lỗi chỉ cho chị Trinh xài gương. À, xài gương hả? Rồi, lượng cái gương đi. Thấy nào đẹp? Cái chơi bé Sương thích này không? À, tặng cho bé Trinh cái nào? Cái này hay là cái này? Cái này. Rồi, lựa cái này ha. Rồi. Nào. Rồi. Túi này dễ thương không? Túi này cũng dễ thương nè. Túi này hay túi này ta? Túi này dễ thương hơn á. Ha. Cái trong đi cho nó sạch. Này, đúng rồi. Lấy cái này nữa đi. Rồi, đủ chưa ta? Đủ chưa? Được chứ không, mình lấy một cái loại khác nữa. Đó, bé Sương cầm những chị Trang đếm. Một cái nè. Rồi, hai cái nè. Ba cái. Ba cái. Bốn cái. Rồi, năm cái, sáu cái, bảy cái, tám cái. Yeah, giờ mua cho mua thêm cho ngoại cho bà đi. Bà chưa có, nãy em kêu là mua cho bà cái phấn kẻ mắt đúng không? Yeah. Rồi, khi mình ra phấn đi ra mình mua phấn kẻ mắt. Yeah. Đây để Trang quay cho bạn quay phim. Tại vì về trang điểm á thì bạn quay phim thì rành hơn Trang. Đây, chào quý khán giả đi. Chào quý vị khán giả. Rồi, bây giờ ra mua phấn kẻ mắt đi. Ra mua phấn kẻ mắt cho bà. Xài cái miếng đánh. À miếng đánh à? Ừ vậy mua cho bà cái miếng à. Cái miếng bông đánh á. Ừ. Đây nè, miếng bông đánh như bên này. Đây. Ồ, những cái bông đánh này chưa? Đó. Phá của người ta thì con gái xài được cùng hả? Xong rồi ở đây có để lên mấy cái quả cầu nữa xinh quá nè. Bà thích màu gì bé Sương? Bé Sương vô lựa với chị quay phim chị Nhung đi. Nhưng mà mình phải lựa cái công dụng á. Tại vì á, mỗi một cái bông như vậy nó sẽ có công dụng khác nhau. Ví dụ như cái này là mềm, nó sẽ mềm đó. Thì em nghĩ là bà đánh phấn thì nên lựa những cái mềm hoặc là... Còn cái nguyên hộp này sao? Dry and wet. Có nghĩa là cái này em nghĩ á, tại vì em không đành trang điểm nó. Nhưng em nghĩ là cái phấn thì mình đánh lên nó sẽ có cả khô lẫn ướt á. Cái loại kem hoặc loại phấn á thì cái này nó sẽ phù hợp. Nhưng mà... Bà bé Sương đánh lại nè, bé Sương nhớ không? Bà đánh ngoài tiệm. Nó cái miếng nó cũng vuông vuông giống vậy. Hoặc là lấy cái như vậy. Cái này, ủa sao có cái cục gì đây?
hoặc là lấy cái như vậy cho bà có miếng này, bà nghĩ là có thể bà vừa đánh miếng tròn vừa đánh miếng cầm tay được luôn. Nó có nhiều, nó có nhiều cái dạng cầm. Còn chắc ở nhà bà đánh cái miếng vuông vuông giống như này đúng không? Cái này là mới giặt ha chị. Ừ, chắc là để rửa cái con bông này. Cái xương thích nào lấy cái xương luôn. Thôi em không biết xài nè. Ha, giữa hai này cái xương thấy bà nên xài cái nào. Cái này. Chắc là lấy cái này cho bà. Tại vì vậy bà sẽ đánh được cả hai dạng luôn, thì em nghĩ là sẽ dễ cho bà xài hơn. Xương tôi còn đi mua cho bà được, cái xương mua em cái gì để cho bà đi. Bà vẽ cái chân mày. Vẽ chân mày hả? Bà vẽ bằng bút hả? Là bà vẽ bằng cái bút chì hay là bà có cái hộp kem rồi bà vẽ lên? À, vẽ bút chì hả? Mà mình phải đi kiếm cái bút chì. Bút chì đây nè, bên này nè. Ồ, tính ra bây giờ những cái tiệm như vậy nó tiện dụng quá ha. Đây nè chị, cũng rành quá ha. Chị kẻ chân mày. Thực ra bé Xuân để ý chứ, rất là chịu khó để ý bà. Tại ngày nào bà cũng đánh vậy. Ừ. Bà kẻ chân mày màu gì? Màu đen hay màu nâu? Màu đen. Màu đen hả? Cái này là màu đen nè. Tay bạn quay phim hơi bị hơi bị đốm. Tại hồi xưa bạn quay phim bị nổ quẹt ga, cho nên là tay bạn quay phim bị đốm. Đâu, bà hay đánh màu đen nào vậy? Cái này. Đen này ha. Đây, thấy không, bé Xuân rất là để ý luôn. Biết là bà hay đánh cái màu đen nâu đây nè, chứ không phải màu đen đen tuyền. Nên chắc là em sẽ lấy cái màu đen nâu này cho bà, để cho bà đánh. Son hả? Bé Xuân lựa cho bà một cây son đi. Ba son màu nhạt nhạt. Màu đỏ hả? Ở cái này không có coi được hả? Ừ, cái này thì không coi được. Nhưng mà mình coi cái màu ở trên này được hay Xuân? Mình có thể thấy được. Bà xài màu đỏ tức nhỉ? Không, bà xài màu hồng hả? Dạ. Bà xài màu nào? Màu nó giống như nè. À, bà xài màu hồng nhạt hả? Rồi, để nhờ chị qua chị có phim chị buông lửa đi nha. Cái Xuân lửa cái nào, cái Xuân lửa trước đi. Rồi, mình không coi. Ừ, cái này. À, hồng nhạt. Tại vì khi mà mình đánh lên môi á, cái hồng nó sẽ thay đổi nữa. Hồng nhạt chắc ở đây quá. Hồng cái đó thì chị cây nghĩ hồng nhạt lắm. Chị chắc có đánh hồng mấy cái hồng này. Hoặc là đỏ hồng á. Đỏ hồng bây giờ nó sẽ xuống màu như cái nhà. Thiệt ra là bạn Vy không biết xài mic lắm nên cái cảm giác cái này nó giật tới giật luôn. Đó. Đây đã mua cho bà hai cái này. Đâu, bà thích màu gì? Dạ, màu giống cái này. À, màu hồng á hả? Pattern. Hồng nhạt hả? Chị nghĩ bà phải đánh nó hơi đậm một xíu chứ ha. Ờ, rồi chị cứ thử hết đi. Cái này thì cái đó hết rồi. Vẫn lên được nè. Cái này nó sẽ cái này màu chị đỏ. Nghĩ nó không hợp với người lớn tuổi lắm. Cái này màu đỏ. Cái này đỏ cam nè. Được. Bây giờ là phải dựa vô khả năng quan sát của bé Xương thôi. Rồi, bé Xương thấy màu nào được? Chị nghĩ là một trong hai màu này hợp với bà. Đó. Chắc màu này. Màu này hả? Màu này nãy mình đánh ở đây nè. Đúng không? Đúng hen. Đúng màu hồng này hen. Đây là hơi cam đó nha. Orange. Orange, smiling orange.
Đây, cái Sương đã lựa cho bà một cây màu cam. Rồi đó, bây giờ chị Trang sẽ tặng cho bé Sương một con gấu bông nha. Nãy chưa bé Sương thích chị Trang, cái bình thường bé Sương có gấu ôm rồi. Chị Trang mấy con gấu ngủ này dễ hơn lắm nè. Tối mình ngủ mình ôm được á. Bé Sương thích nào? Thích con chuột. Nó còn thích con nào? Nó có cái lỗ tai. Vậy thôi. Rồi bây giờ mình ra tính tiền nha. Hôm nay mình đã lựa được rất là nhiều quà cho các bạn trong cửa hàng. Đâu bây giờ mình liệt kê lại đi. Liệt kê lại quà của cho các bạn trong cửa hàng nha. Đầu tiên đó là quà của bé Sương. Một con chuột. Bé Sương là thích gấu bông lắm nên là Trang biết mà nãy giờ hỏi gì đó dạ không. Nhưng mà vừa kêu để chị Trang tặng cho bé Sương con gấu bông nha. Dạ, em chọn con chuột. Trời lại lấy cái chuột xong nằm ôm liền. Rồi, đây là tặng cho bạn quay phim. Cái thơm, cảm ơn bạn quay phim đã đồng hành cùng Trang đến ngày hôm nay nha. Hôm nay Trang đã được 60.000 người đăng ký rồi quý vị khán giả ơi. Yeah. Đây là Trang dành tặng cho bạn quay phim nha. Rồi, còn cái này sẽ là một món quà. Tại vì ngày mai là Trang định chơi một trò chơi để cho các bạn trong cửa hàng bốc thăm nhận quà bí mật. Nên là phải ngày mai quý vị khán giả đợi cái clip Trang tặng quà nha. Đây, một món quà, một cái khăn rất là dễ thương cho các bạn. Rồi, đây là một cái gương để trang điểm. Rồi, còn đây là bé Sương để ý là do bé Thắm bán hàng trong cửa hàng sợ đen á, thường thường hay đeo mấy cái này nè. Đó, nhưng mà không biết là ngày mai chị Trang định chơi bốc thăm nên là không biết là Thắm có bốc trúng cái này không. Bé Sương phải giữ bí mật nha. Đó, còn đây là Trang định Trang suy nghĩ là cái này là sẽ dành cho má. Tại má lớn tuổi rồi thì má ngồi trong cửa hàng má có thể tự massage cho mình. Nhưng mà mình bốc thăm mà mình đâu biết được trúng hay không. Nhưng mà mình cứ mua đi, tại cái này rất là hữu ích. Bốc trúng xong đỡ lại. Bốc trúng xong đỡ lại. Còn cái này là cái bông tắm nè. Đó, mà chị thấy dễ thương, cái màu hồng rất là dễ thương. Rồi, còn đây là một cái túi. Đó, Trang nghĩ là túi này là có để đựng đồ make up cũng được nè. À, là kiểu mấy bạn đi làm, mấy bạn có thể bỏ đồ cá nhân của mấy bạn vô đây. Cái này là dành cho chị Phương. Tại sao bé Sương, đây là món quà mà bé Sương chọn nha. Tại sao bé Sương chọn cho chị Phương cái này? Chị Phương ngồi trên lầu ôm này nằm. Rồi, đó, chị Phương là ngồi lầu ôm này nằm cái này nha. Rồi, ngoài ra thì Trang cũng có lựa cho một bên này bé Sương lựa để gửi tặng quà cho bà. À, tặng cho bà Hà. À, nhân ngày 20 tháng 10 là ngày quốc tế phụ nữ, ngày phụ nữ Việt Nam. Đó là cây chì kẻ mắt, cái bông trang điểm với lại cây son. Đó, bé Sương sẵn đây, bé Sương có một lời gì chúc với bà không? Hả? Chúc bà Hà hả? Ngày hả? Nhưng mà hả, không phải là chỉ ngày hôm nay mà ngày nào mình cũng phải ngoan vâng lời bà, cũng phải thương bà. À, tại bà Hà rất là thương em trước giờ, đúng không? Còn cái này là chỉ là mình có một cái dịp để mình tri ân thôi. Chứ không phải là chỉ có hôm nay những cái dịp này mình mới tri ân, mà hôm nào mình cũng phải biết thương bà, mình cũng phải nghĩ cho bà, mình phải cố gắng ha. Giống như chị Trang vậy đó, đối với chị Trang ngày nào cũng là ngày của mẹ. Cũng là của gia đình Trang, chị Trang đi đâu thì thích cái gì chị Trang cũng mua cho nhà Trang á. Như chị Trang ăn này thấy ngon, chị Trang sẽ mua thêm một phần cho gia đình chị Trang ăn thử. Vậy đó. Thì bé Sương cũng vậy. Thấy không? Thì có, chứ không phải là mình mua quà thì mình mới là thương gia đình thì không có ha. Ok, bây giờ mình sẽ ra tính tiền những cái phần này đi. Rồi, đây là cái con gấu của bé Sương. Chúc mừng bé Sương ngày 20 tháng 10. Ngoan nha. Còn cái này là trà bé Sương gửi tặng bà. Này, cho chị Trang cũng xin chúc bà bé Sương một ngày 20 tháng 10 thật là vui. Chúc bà luôn mạnh khỏe hen, và nhiều sức khỏe luôn. Rồi, còn cái này là những cái món quà của các bạn nhân viên trong cửa hàng. Ngày mai, ngày 20 tháng 10 thì Trang sẽ quay hình của chương trình Thiên Đại Ẩm Thực. Sau đó Trang với bé Phương sẽ đi một cái vườn trái cây. Sau đó thì tụi Trang sẽ tranh thủ ráng buổi tối về cửa hàng để tặng những cái món quà này cho các bạn nhân ngày 20 tháng 10. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Trang kính chúc quý vị khán giả một ngày 20 tháng 10 thật là vui. Bye bye.